Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm trước đã làm clip mà bí tích truyền chức linh mục. Bây giờ tiếp theo phần thứ hai là bí tích rửa tội. Sách giáo lý Công giáo đã nêu ở trên viết về nghi thức rửa tội cho con nít như sau, trang 149-151. Chỉ cần đọc nghi thức này, chúng ta cũng có thể nhận ra thực chất của bí tích này ra làm sao. Tuy nhiên, tôi xin kèm theo vài nhận xét cá nhân để cho vấn đề được sáng tỏ hơn. Nguyễn Khắc Xuyên là tiến sĩ thần học của học thuật Cato, nên chúng ta có thể tin tưởng bản dịch này là đúng. Phần chữ là nghi thức rửa tội, phần chữ thẳng và nhỏ là bình luận của tôi. Nghi thức ngoài cửa nhà thờ. Những câu hỏi đầu tiên, linh mục hỏi: con tên gì? Người đỡ đầu xưng tên thánh đứa trẻ. Linh mục: con xin cùng giáo hội Chúa. Người xưng tội đáp: con xin đức tin. Đứa trẻ sơ sinh chưa biết nói, trí tuệ chưa phát triển, chưa có khả năng hiểu biết, được cha mẹ hay người đỡ đầu thay mặt nó cưỡng bách nó phải xin đức tin. Theo định nghĩa của Menker thì faith hay đức tin là một kiểu tin phi logic vào sự xảy ra của những gì không chắc có thực. Theo định nghĩa trong từ điển thì faith hay đức tin là sự tin chắc vào một cái gì đó mà không chứng minh được cái đó có thực. Theo Joseph, trong cuốn The Final Superstition thì đức tin là con đường tới mê tín, trong khi điều mà nó cần khi tự trưởng thành là lý trí, là trí tuệ, thì đi đến để sự hiểu biết, nhìn sự vật như chúng là như vậy. Đầu óc của đứa trẻ đã bị ô nhiễm ngay từ khi sơ sinh. Chẳng trách là đa số tín đồ Cato khi lớn lên trở nên mê tín và hơn nữa cuồng tín, vì đầu óc đã bị uốn nắn và điều kiện hóa để tin mà không cần biết, không cần hiểu vào những điều phi lý ngay từ khi vừa mới chào đời. Linh mục: đức tin xin ích lợi gì cho con? Người đỡ đầu đáp: xin sự sống đời đời. Sự sống đời đời trong Cato giáo đặt căn bản trên huyền thoại về tội tổ tông và tin vào khả năng cứu rỗi của Giê-xu, sự hiện hữu của một thiên đường nơi Chúa ngự. Nhưng trước những khám phá của khoa học tòa thánh qua nhiều giáo hoàng, điển hình là giáo hoàng John Paul II và cả giáo hoàng Benedict thứ 16 hiện đời, đã phải chấp nhận thuyết Big Bang về nguồn gốc vũ trụ và thuyết tiến hóa về nguồn gốc con người. Cho nên huyền thoại Adam và Eva về tội tổ tông nay đã không còn một giá trị trí thức nào, vì trái đất đã có tuổi ít ra là 4 tỷ rưỡi năm. Con người đã xuất hiện trên trái đất này cách đây cả triệu năm, chứ không phải mới được Thiên Chúa Kitô sáng tạo ra cách đây khoảng 6.000 năm như những lời khải mạc không thể sai lầm của God được ghi lại trong Kinh Thánh. Và gần đây giáo hoàng John Paul II đã tuyên bố là không làm gì có thiên đường ở trên các tầng mây, do đó sự sống đời đời trên thiên đường, cái bánh vẽ ở trên trời từ của linh mục mà Anin Ringard của giáo hội đưa ra đã không còn ý nghĩa, dù vẫn còn vô cùng hấp dẫn đối với những tín đồ muốn lên thiên đường với một giá rất rẻ, chỉ cần xin đức tin với một linh mục. Nghi thức trừ quỷ. Từ khi có tội tổ tông thì quỷ Satan có quyền khuấy quốc nhân loại. Bởi vậy linh mục thổi 3 lần trên mặt đứa nhỏ và truyền cho Satan phải rút lui, nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần. Đây là điều mê tín nhất trong những điều mê tín, rằng Satan cũng là một tạo vật của Chúa Cha. Có thật
và là nguồn gốc của những sự xấu ác có quyền khuấy khuất nhân loại và có sẵn trong mọi người từ khi sơ sinh. Đây cũng là tính điều mang rỡ nhất mà xúc phạm nhất đối với những người không theo Cato. Tính điều này chỉ có thể có trong đầu óc của những tín đồ Cato, cho rằng bất cứ đứa trẻ nào sinh ra cũng đều bị Satan ngự trị trong người, nếu không đuổi Satan ra khỏi thân thể đứa bé bằng những nghi thức rửa tội hoang đường, phản khoa học, phi lý trí, thì Satan sẽ còn ở lại với đứa trẻ suốt đời. Đông Phương cho rằng nhân chi sơ tánh bản thiện, trái lại Cato giáo của Tây Phương quan niệm nhân chi sơ tính bản ác. Lịch sử đã chứng minh rằng không thiếu gì người Cato, những người đã chịu lễ rửa tội từ giáo hoàng trở xuống, tệ hại và ác ôn, ác độc hơn những người ngoại đạo. Khi rửa tội thì Satan đã rút lui, nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần. Vậy Chúa Thánh Thần chính là nguồn gốc của những sự xấu ác trong những con người xấu ác khi đã trưởng thành này. Không thiếu gì người ngoại đạo suốt đời không làm điều gì xấu ác trái với lương tâm. Điều này chứng tỏ rằng Satan nếu có trong những người ngoại đạo, những người chưa rửa tội còn tốt gấp bội lần Chúa Thánh Thần đã thay thế Satan trong những tín đồ Cato xấu ác sau khi đã rửa tội. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là trong Thánh Kinh đã viết rõ là Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan. Vậy Satan còn ở đâu nữa mà đuổi? Thật vậy, Colossians 2:15, Thượng Đế đã tước hết uy quyền thống trị của Satan, công khai phô bày cho mọi người biết Chúa cứu thế đã chiến thắng nó tại cây thập tự. Và John 12:31, đã đến lúc thế gian bị xét xử và Satan kẻ thống trị thế gian bị trục xuất. Vậy Chúa đã chiến thắng Satan rồi, giáo hội lại phục hồi quyền lực của nó, cho nó cái quyền khuấy khuất thiên hạ, nhét nó vào trong những đứa trẻ chưa biết gì. Và dạy rằng linh mục có khả năng đuổi Satan ra khỏi đứa bé trong cái bí tích gọi là rửa tội. Thật là một sự lừa bịp trắng trợn đối với giới hiểu biết, nhưng lại rất hữu hiệu đối với những người không có đầu óc suy nghĩ, không đọc Thánh Kinh và không hề thấy sự mâu thuẫn trong những lời giải thích quanh quẩn của giáo hội về vai trò của Satan. Ghi dấu thánh giá. Linh mục vẽ dấu thánh giá trên trán và ngực đứa nhỏ để làm gì và có tác dụng gì? Không thấy giải thích. Nhưng thánh giá là cái gì đó? Chỉ là biểu tượng của một dụng cụ hành hình giả mang nhất của người La Bả khi xưa để trừng phạt những kẻ phạm tội trong xã hội như giết người, ăn cướp, ăn trộm. Không phải chỉ có mình Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập ác. Giê-xu bị đóng đinh cùng lượt với hai tên trộm. Trước và sau Giê-xu đã có cả ngàn người bị đóng đinh. Vậy cái thập ác nào là thánh giá của Kitô giáo? Nghi thức đặt tay. Linh mục giơ bàn tay phủ lên đứa nhỏ, chỉ dấu Chúa Kitô chinh phục nó. Chúa Kitô ở trong bàn tay của linh mục. Cùng một lúc ở trên thế gian này có biết bao nhiêu đứa trẻ đang bị cưỡng bách rửa tội. Chúa quyền phép vô cùng, như Tề Thiên Đại Thánh, nên còn có thể cùng lúc nằm trong bàn tay của vô số linh mục trên khắp thế giới để chinh phục những đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì, chưa hiểu gì. Mà chinh phục đứa trẻ sơ sinh để làm gì? Để sau này lớn lên làm tôi tớ hèn mọn của Chúa như linh mục Trần Lục tự nhận là và được khắc trên nấm mộ bia của ông. Các bậc cha mẹ mang con đi rửa tội không muốn cho con mình làm người tự do có trí tuệ, chỉ muốn con mình được một người Do Thái đã chết cách đây gần 2000 năm chinh phục làm tôi tớ hèn mọn. Thật là tội nghiệp cho những đứa trẻ này. Ban muối. Linh mục ban muối cho đứa nhỏ, muối giữ cho khỏi hư thối, chỉ rằng đức tin gì giữ gìn khỏi sự tội. Đức tin có thực sự giữ gìn khỏi sự tội không? Tội đây không phải là tội tổ tông, một huyền thoại của dân Do Thái cổ xưa, nay đã không còn giá trị. Cho nên lễ tiết ban muối
có ý giữ cho đứa trẻ khỏi phạm những tội thế gian, tội của con người trong đời sống hàng ngày. Nhưng thực tế cho thấy đức tin đâu có giữ gìn gì tín đồ khỏi tội lỗi đâu. Nhìn vào đạo đức của một số không nhỏ giáo hoàng và các bề trên từ hồng y xuống tới các linh mục và con chiên, chúng ta thấy đức tin Cao Tô giáo còn làm họ phạm tội nhiều hơn là những người ngoại đạo. Lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam đã chứng tỏ như vậy. Lại trừ quỷ, linh mục lại truyền cho Satan lần nữa phải ra khỏi đứa nhỏ. Ngài vẽ dấu thánh giá trên trán bởi vì nó, vì dấu đó là ấn tích của Chúa Kitô. Đoạn truyền cho Satan không bao giờ được làm mất dấu ấn tích đó. Trong khi trong nghi thức trừ quỷ lần đầu, linh mục đã ra lệnh cho Satan phải rút lui, nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần. Một là Satan coi thường lệnh của linh mục chẳng có uy lực gì, hay là Chúa Thánh Thần đã biến thành Satan trong thân thể đứa trẻ nên linh mục phải đuổi ra Satan ra khỏi đứa trẻ lần nữa. Điều thứ hai này có thể đúng hơn, vì khi lớn lên đứa trẻ vẫn có thể làm ác, dù rằng mọi hành động suy nghĩ của đứa trẻ sau này đều được Chúa Thánh Thần chỉ đạo, khó mà có thể đổ tội cho Satan được nữa. Mặt khác, đứa trẻ chưa biết nghe linh mục nói gì, nó có hiểu gì đâu. Nhiều khi đang nói thì nó ị đùng, tè dầm hay khóc oe oe. Mà có thật là có Satan trong người đứa bé không? Thật tội nghiệp cho một đứa bé ngây thơ, trong trắng, hồn nhiên, vô tội, bị cái niềm tin quái gở làm ô nhiễm nó. Nếu có Satan thì Satan cũng không ở trong đứa bé. Theo một nghĩa nào đó, chính Satan nằm trong đầu ông linh mục, người đã tin vào những điều hoang đường của thời bán khai, cưỡng nhét Satan vào đứa bé để có cớ mà đuổi Satan ra. Một quyền lực giả dối tự tạo để ngự trị trên đầu óc của đám tín đồ. Rước vào nhà thờ, linh mục đặt giải khăn hoàng của ngài trên bình đứa nhỏ, rồi đưa vào nhà thờ Chúa. Vừa đi vừa đọc: con hãy vào nhà thờ Chúa để thông phần sự sống đời đời cùng Chúa Kitô. Lại sống đời đời. Cái bánh vẽ trên trời này kể ra cũng hấp dẫn. Nhà thờ được gọi là nhà Chúa, nhưng trên thế giới đã có biết bao nhiêu nhà thờ, kể cả những nhà thờ danh tiếng ở bên Ý bị bão lụt, sét đánh, động đất, vân vân. Ngày nay còn bị đốt cháy, hủy hoại. Vậy có thật nhà thờ là nhà Chúa không? Hơn nữa, ngoài nhà thờ thì không phải là nhà Chúa. Tuy rằng Chúa sáng tạo ra tất cả, vậy nhà thờ Chúa trên thế giới chiếm một tỷ lệ là bao nhiêu trên toàn thể diện tích của trái đất? Và lại, ai đọc câu trên chẳng được, chỉ cần linh mục đọc mới được. Một người chỉ có nhiệm vụ học thuộc lòng và nhắc lại những điều giáo hội dạy rằng, bất kể những điều này vô nghĩa tới đâu. Nhưng sống đời đời cùng Chúa Kitô ở đâu? Ở trên thiên đường. Thiên đường ở đâu? Giáo hoàng John Paul đã nói, không ở trên các tầng mây, ở trong tâm con người. Trước giếng rửa tội, mọi người cùng đọc kinh Tin Kính và Lạy Cha. Nội dung kinh Tin Kính ra sao chúng ta đã biết. Mọi người lạy cha nào? Cha trên trời chỉ có một con là Giê-xu, còn cha trên đời đứng trước mặt mình chỉ là một danh xưng tím vị của các linh mục. Linh mục lại còn truyền cho quỷ lần nữa phải dứt bỏ đứa nhỏ để tâm hồn em bé trở nên đền thờ Chúa hằng sống ngự. Nghĩa là quỷ vẫn còn ở trong đứa nhỏ, nhưng đã hai lần linh mục truyền phó phải rút lui nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần rồi mà cơ mà. Hai lần trước thất bại, có gì đảm bảo là lần này ông thành công? Linh mục vừa sờ vào vai, lỗ tai của đứa nhỏ vừa đọc: Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Có ý chỉ hãy mở tâm hồn đón trước Chúa. Ông linh mục có vừa sờ vào tai, lỗ tai của đứa nhỏ, vừa đọc Ephata, thì đứa nhỏ cũng chẳng hiểu Ephata là cái quái gì. Bố nó cũng chẳng hiểu nữa là nó vừa mới sinh ra đời, chưa hề học cái ngôn ngữ chết.
là tiếng Latin hoặc tiếng Do Thái. Cho ông biết thường đọc Ephata bằng tiếng Do Thái. Dù ông có đọc bằng tiếng Việt, nó cũng chả hiểu. Vậy hành động của ông có tác dụng gì đối với nó? Mà thực ra ông nhét Chúa vào tâm hồn trong trắng của nó, chứ đâu có tự nguyện mở tâm hồn để đón rước Chúa đâu. Linh mục hỏi: còn có bỏ Satan không? Có bỏ mọi việc dối trá nó làm không? Người đỡ đầu trả lời thay: con xin bỏ. Ông linh mục ơi, ông đã truyền cho Satan phải bỏ đứa trẻ đi sang phía Tin Lành hay đi đâu đó. Xin đọc tài liệu của linh mục Joseph McCabe ở phần sau: nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần. Mấy lần rồi Satan ở đâu nữa mà ông còn phải hỏi đứa con nít còn khóc eo e, chưa biết nói, chưa hiểu gì, một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy mà bố nó trả lời, chứ đâu phải nó trả lời. Nhỡ nó không muốn bỏ Satan thì ông làm gì nó? Thực tế ở ngoài đời cho thấy, từ giáo hoàng trở xuống cho đến tín đồ cùng đinh, trong số này có thể có cả ông nữa, không thiếu gì người khi lớn lên không muốn bỏ Satan qua những hành động phi luân lý, phi đạo đức của họ. Linh mục lấy dầu thánh sức trên ngực và vai đứa nhỏ, chỉ nói rằng có sức mạnh chống nổi Satan. Thật khoan đường, chính ông còn không đủ sức chống Satan, còn nằm đầy trong giáo hội, nhất là trong Vatican. Làm sao mà chút dầu thánh, cái dầu mà chính ông đã sức nó khi còn nhỏ, có tác dụng chống Satan? Ông có biết trong giáo hội của ông có bao nhiêu giáo hoàng, hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục phạm tội giết người, nghiện rượu, đàn điếm trai gái, cưỡng bách tình dục trẻ em, đồng giống luyến ái, bị bệnh AIDS, vân vân. Mặt khác, ông có biết rằng việc làm của ông vô giá trị hay không? Vì Thánh Kinh đã viết rõ, dầu thánh chỉ để sức cho người Do Thái, không được sức cho người ngoài. Sức cho người ngoài là vô hiệu lực. Exodus 30:22-33. Thỉnh ông này hãy đọc lại Thánh Kinh đi. Ở giếng rửa tội, ở giếng rửa tội, linh mục còn bảo người đỡ đầu tuyên xưng đức tin một lần nữa. Linh mục đổ nước ba lần thành hình thánh giá trên đầu trẻ chịu phép rửa tội, vừa đổ vừa đọc lời rửa tội. Linh mục lại sức dầu trên thánh trên đỉnh đầu đứa nhỏ đã trở nên giáo hữu, được giữ phần con cái trong gia đình Chúa Kitô. Linh mục trao áo trắng cho đứa nhỏ và nói rằng: con hãy nhận lấy áo trắng này, ước gì con sẽ giữ mãi cho tin truyền tới ngày ra trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà lĩnh sự sống đời đời. Thánh Kinh viết rằng Chúa sẽ ở lại trần gian để lập tòa phán xét nhân loại ngay khi vài môn đồ của Chúa còn sống, sau đó thì Chúa biệt tâm. Đến nay đã 2000 năm, người ta đã tuyên đoán ngày Chúa phán xét bao nhiêu lần rồi và lần nào cũng sai. Lời hứa lĩnh đời sống đời đời trước tòa Chúa rốt cuộc chỉ là những lời hứa hẹn vô trách nhiệm của giới chăn chiên, lừa dối những tín đồ đầu óc thấp kém và cả tin. Linh mục lại trao cho đứa nhỏ cây nến thắp sáng mà bảo: con hãy nhận lấy ngọn nến sáng này, hãy giữ luật Chúa, bảo vệ ân sủng đã nhận khi chịu phép rửa tội. Như vậy tới ngày Chúa đến ban tiệc cưới đời đời, con sẽ có thể cùng các thánh ra đón rước người, đi vào triều đình thiên quốc, hưởng phúc đời đời. Đoạn linh mục mà chúc lành bình an cho đứa nhỏ miễn phê bình. Bản văn của nghi thức rửa tội đã chứng minh rằng bí tích rửa tội vô giá trị, vì không có gì chứng tỏ là cái tội tổ tông, hoang đường nếu có. Đã được rửa sạch, quyền lực của linh mục chỉ là giả tạo để lừa dối tín đồ, vì không có gì bảo đảm là Satan đã rút lui nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần, trừ phi chúng ta hiểu rằng Satan và Chúa Thánh Thần tuy hai mà là một, theo như tinh thần bản văn và những thực tế ở ngoài đời. Thật vậy, sách giáo lý Công giáo viết trang 153: khi chịu phép rửa tội rồi, ta được Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần tới ngự trị trong tâm hồn. Người giáo hộ trở nên đền thờ Chúa ngự. Như vậy thì ai chịu trách nhiệm về những hành động xấu xa, độc ác, vô luân, vân vân của một số giáo hoàng, giám mục, linh mục và vô số con chiên sau khi tất cả những người này đã rửa tội và được Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn, đổ tội cho sách bánh trắng. Nhưng như vậy thì rõ ràng là cả ba Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hợp lại cũng không chống nổi Satan. Vậy bày đặt ra chuyện toàn năng với cứu rỗi, với ban cho đời sống đời đời vân vân để làm gì? Có phải chỉ là để lừa dối những kẻ nhẹ dạ cả tin không, có đầu óc suy luận hay không? Sau đây chúng ta hãy đọc mà linh mục Joseph Amsikhab viết về lễ rửa tội. Linh mục đã làm lễ này cho tín đồ trong 25 năm. Sau cùng ông đã viết sách trình bày những điều ông nhận xét về các tôn giáo Roma. Ông viết rất nhiều về đủ mọi khía cạnh của các tôn giáo. Ngoài ra ông còn viết một bộ sử thế giới. Bộ sử này đã được nhiều đại học Mỹ dùng làm sách giáo khoa trong nhiều năm. Đoạn sau đây là trích từ cuốn Sự thật về Giáo hội Cato. Bí tích rửa tội là để cho các trẻ sơ sinh, vì một lý do rất nghiêm trọng, mọi hậu duệ của Adam đều mang cái tội của Adam và phải chịu trừng phạt. Mới đầu người ta tin tưởng rằng đàn ông, đàn bà, trẻ con nào không được nước rửa tội, rửa sạch cái tội tổ tông đó thì sẽ bị đày đọa trong hỏa ngục vĩnh viễn. Niềm tin này thật là quá đáng, ngay cả đối với con người trong thời Trung Cổ và cả nhà thần học bèn sửa đổi, ai không rửa tội thì không được lên thiên đường. Giáo hội đã bám chặt vào điều này. Nhưng những đứa trẻ ngây thơ vô tội không phải xuống hỏa ngục, chúng bị đày vào một nơi u ám, cánh tay hiện đại nối dài của hỏa ngục, và có thể sung sướng ở đây. Nhưng chúng ta không bao giờ được thấy nhan Thánh Chúa hoặc gặp lại cha mẹ chúng. Do đó, đứa trẻ được mang tội vội tới nhà thờ chiều ngày Chủ Nhật ngay sau khi sanh. Nếu nó bị cảm lạnh và chết thì cha mẹ không được than khóc. Nó đã đi thẳng lên thiên đường, nơi tuyệt đối không có tì vết nào. Tuy nhiên, ngày nay nước rửa tội đã được làm ấm và rồi cái lễ kỳ quặc bắt đầu. Linh mục Amsikhab tả nghi thức rửa tội như sau. Sau vài câu đối thoại không hề khôi hài của với người đỡ đầu đứa trẻ, ông linh mục nhổ vào đầu ngón tay rồi bôi vội lên miệng và mắt đứa bé và nói Ephphatha bằng tiếng Do Thái. Ông ta nói cho ít muối vào miệng đứa bé, đương nhiên nó vùng vẫy chống lại và khóc lên. Ông ta nghiêm trọng ra lệnh cho bất cứ những con quỷ nào trong nó ra khỏi và đi đến bọn tin lành hay bất cứ đâu. Rồi ông đổ ít nước đã được trừ quỷ bằng bát phép lành rất kỹ lên đầu đứa bé và hết sức cẩn thận đổ nước lên da đầu chứ không chỉ trên tóc. Nếu không, đứa bé sẽ không bao giờ được lên thiên đường. Và rồi cái án phạt khủng khiếp treo trên đầu nó vì một nhân vật hoang đường tên là Adam ăn một trái đào, trái táo hoang đường trong một cái vườn hoang đường dưới triều vua Khamurabi ở Babylon đã được ân huệ của Chúa hủy bỏ. Thật khó mà có thể thảo luận bí tích số 1 này một cách nghiêm túc. Nhổ nước bọt vào quỷ, dầu thánh và nước thánh, đèn cày thắp sáng và hộp thu tiền đã đủ hoang đường rồi. Nhưng cái nguyên lý chủ yếu của lễ rửa tội này thật là không thể chịu đựng được. Ngay cả ý tưởng đọa đày tương đối nhẹ những đứa trẻ không rửa tội và một nơi u ám, cánh tay nối dài của hỏa ngục như đã viết ở đoạn trên Trần Trung Ngọc, với tất cả sự thích hợp với thời đại mới, cũng quá ngu xuẩn để có thể viết lên thành lời. Ngày nay có những học giả Cato coi chuyện Adam và vườn Eden như là một huyền thoại thích thú. Tuy vậy, bí tích này vẫn là được giáo điều xác định rõ ràng và bắt buộc của giáo hội rằng đứa trẻ nào sinh ra đời trừ Mary, đây chính là nghĩa thực của thụ thai vô nhiễm, đều phải mang cái tội của Adam và phải trải qua những nghi thức kỳ quặc tôi đã mô tả. Linh mục Amsikhab viết những điều trên năm 1942. Ngày nay có thể một số chi tiết trong những nghi thức rửa tội đã thay đổi, nhưng được viết trong cuốn Giáo lý Công giáo. Nhưng tính chất mê tín, hoang đường và phi lý trong những nghi thức rửa tội mà giáo hội vẫn còn duy trì và bắt buộc tín đồ phải tin thì vẫn còn nguyên. Đây chính là điều đáng nói. Ngoài ra, học giả Cato Henry
Wilhelm Ring trong cuốn Cái giáo hội khốn nạn cũng nhận xét về bí tích rửa tội trong Cato giáo như sau: ngày nay người nào nói đến Roma là nói đến Vatican, nói đến tòa thánh, nói đến giáo hội Cato trong trung tâm quyền lực của họ. Đối với những nhà tiên tri, Roma chính là biểu tượng của sự của các thói xấu và những sự ô nhục, và sách khải huyền trong thánh kinh đã biến thành phố của các vua La Mã khi xưa thành con quái vật có 7 đầu và 10 sừng, con điếm nội danh, mẹ đẻ của những sự đồi bại. Cái giáo hội mà ngày nay đang suy sụp bị ngự trị bởi một giáo hoàng được thời Trung Cổ. Và theo ý tôi, dù ông ta có thay đổi kỹ thuật để lừa dối tín đồ đi chăng nữa, cũng không thể làm gì được để ngăn chặn sự tàn rụi một cách dứt khoát và mau chóng trong thiên niên kỷ thứ ba. Ít ra là dưới cái dạng trạng thái Roma của nó, một giáo hội phải dùng đến ảo thuật để thực hiện hai bí tích chính của mình. Mới đầu với một chút nước và vài câu đối thoại khôi hài, giáo hội giật đứa trẻ sơ sinh ra khỏi móng vuốt của con quỷ giam cầm đứa trẻ trong cái tội tổ tông. Tác giả muốn nói đến bí tích rửa tội, Trần Trung Ngọc. Rồi bằng vài lời lẩm bẩm, giáo hội gài vào trong một mẫu bánh thân thể được thực sự bằng xương bằng thịt của Giêsu Kitô để cho tín đồ dùng qua trong đường ăn uống. Tác giả muốn nói đến bí tích ban thánh thể, Trần Trung Ngọc. Trước những tài liệu trên nêu trên của linh mục Amsicap và của học giả Cato Wilhelm Ring, và trước bản văn mô tả nghi thức rửa tội trong sách Giáo lý Công giáo của Việt Nam mà tôi vừa bình luận ở trên, các tín đồ Cato Việt Nam ngày nay đứng trước một vấn đề gian nan giải, vì họ chỉ có thể chấp nhận một trong hai điều sau đây chứ không thể chấp nhận cùng lúc cả hai. Hai điều này có tính cách loại trừ hổ tương, có điều này thì không thể có điều kia. Một là tin vào hiệu năng của bí tích rửa tội qua quyền phép ảo thuật của linh mục hay giám mục mô tả trong nghi thức rửa tội. Vậy thì tất cả những tội lỗi của Cato giáo đối với nhân loại là tội của Chúa Ba Ngôi, vì sau khi rửa tội, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã thay Satan tới ngự trị trong tâm hồn của các tín hữu Cato. Người giáo hộ đã trở nên đền thờ của Chúa Ngự. Những hành động của các tín đồ Cato do đó đều không phải là do Satan có quyền khuấy khuất, vì Satan đâu có còn trong người nữa, mà chính là do sự hướng dẫn tâm linh của Chúa Thánh Thần. Vả chăng giáo hội thường dạy các con chiên giáo hoàng là do sự mặc khải linh ứng của Chúa Thánh Thần cho các hồng y trong việc tuyển lựa giáo hoàng. Giáo hoàng được thánh linh chỉ đạo, không thể sai lầm về đức tin hay đạo đức, và giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, cho nên không thể sai lầm. Nhưng nay giáo hoàng đã chính thức xưng thú 7 núi tội ác mà giáo hội đã phạm đối với nhân loại và xin được tha thứ. Và chúng ta cũng đã biết đạo đức của một số giáo hoàng trong lịch sử giáo hội là như thế nào. Vậy đúng ra điều này phải được giải thích là chính Chúa Thánh Thần ngự trong các giáo hoàng, trong các tín đồ Cato, trong giáo hội, đã là nguồn gốc của mọi tội lỗi mà giáo hội cũng như những cá nhân trong giáo hội gây ra. Hai là tin rằng tất cả những tội lỗi của giáo hội Cato đối với nhân loại không phải do Chúa chủ mưu, mà là chính là do Satan khuấy khuất. Điều này đưa đến sự vô hiệu của bí tích rửa tội. Quyền năng đuổi bỏ Satan của linh mục là quyền giả tạo, vì đã 5 lần 7 lượt đuổi Satan ra khỏi đứa trẻ để nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần, mà sau cùng Chúa Thánh Thần vẫn bị đánh bạc ra khỏi người đứa trẻ. Nói tóm lại, dù chỉ trong lễ rửa tội, linh mục đã làm đủ mọi cách, sử dụng mọi quyền phép Chúa ban cho, theo như những lời giáo hội dạy rằng, mà thực chất là để ngự trị đám tín đồ thấp kém, tội tổ tông vẫn không rửa được, Chúa vẫn thua Satan, đứa trẻ khi lớn lên vẫn không đủ sức chống nổi Satan, tâm hồn những người rửa tội vẫn không có Chúa ngự. Những ân sủng mà linh mục thay Chúa ban cho người chịu phép rửa tội chỉ là những bánh vẽ ở trên trời, và lẽ dĩ nhiên chẳng làm gì có sự sống đời đời cứu cánh chung cùng của bí tích rửa tội như các ông linh mục thường hứa hẹn khi làm lễ.
Cũng vì nhận rõ được tính chất hoang đường và lỗi thời của bí tích rửa tội, của vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Giê-xu, mà trong cuốn Tại sao Kitô giáo phải thay đổi không thì chết, giám mục mà John Spelfay Phong đã dành riêng cho chương 6 để viết về đề tài Giê-xu như là đấng cứu thế, một hình ảnh cần phải dẹp bỏ. Trong chương này, giám mục Phong viết như sau: nhân loại chúng ta không sống trong tội lỗi, chúng ta không sinh ra trong tội lỗi, chúng ta không cần phải rửa sạch cái tì vết tội tổ tông trong lễ rửa tội, chúng ta không phải là những tạo vật sa ngã mất đi sự cứu rỗi nếu chúng ta không rửa tội. Do đó, một đấng cứu thế có nhiệm vụ khôi phục tình trạng tiền sa ngã của chúng ta chỉ là một sự mê tín trước thời Darwin và là một sự vô nghĩa sau thời Darwin. Qua sự phân tích những bí tích huyền chức linh mục rửa tội ở trên, chúng ta có thể thấy tất cả những sự lừa dối của giáo hội trong sách lược ngu dân mê hoặc tín đồ bằng những điều hoang đường, phi lý, phi logic, phản khoa học, mâu thuẫn v.v. mà con người trong đời sống hiện đại với những kiến thức của nhân loại ngày nay không thể nào chấp nhận được. Tất cả các bí tích của Cato giáo đều có mặt thánh linh hay Chúa Thánh Thần, trong đó Chúa Thánh Thần đã biến thành công cụ của các giám mục, linh mục v.v. vì các ông này muốn sai Chúa Thánh Thần đi đâu là Chúa Thánh Thần phải đi đó. Trong lễ rửa tội, linh mục sai Chúa Thánh Thần xuống ngự trong đứa bé còn đang khóc eo e, nhưng rồi Chúa Thánh Thần lại bỏ đứa bé đi đâu mất. Cho nên khi nó lớn lên, trong lễ truyền chức linh mục cho nó, giám mục lại phải sai Chúa Thánh Thần xuống ngự lại trong người đó. Họ nói là cầu xin, nhưng cầu xin cái gì được cái nấy, nghĩa là đấng mà họ cầu xin bắt buộc phải chấp thuận và thi hành lời cầu xin, thì đó chẳng qua chỉ là một hình thức sai khiến. Đặc biệt hơn nữa, giáo hội tuyên bố rằng trong ngày hạ trần hay hiện xuống, nghĩa là 50 ngày sau ngày Chủ nhật mà Giê-xu sống lại, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống ngự và ở lì trong giáo hội cho đến ngày nay. Chẳng vậy mà sách Giáo lý Công giáo viết trang 59: Đức Chúa Thánh Thần hằng ở cùng giáo hội và hoạt động trong đó. Người Chúa Thánh Thần là người soi sáng giáo hội khỏi xa chân lý, người thánh hóa giáo hội bằng đổ ơn xuống tràn đầy. Vậy các tiến sĩ thần học trong giáo hội giải thích làm sao về cái lịch sử chứa bảy núi tội ác của giáo hội mà giáo hội, giáo hoàng cùng tòa thánh vừa mới xưng thú, trong đó có các tội ác của tập thể Cato, của nhiều cá nhân giáo hoàng, hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục, cho tới con chiên. Có cách nào giải thích ngoài điều chấp nhận những tội ác này là do hoạt động của Chúa Thánh Thần đổ ơn xuống tràn đầy để thánh hóa giáo hội? Nếu không chấp nhận được điều này thì phải chấp nhận là chẳng làm gì có Chúa Thánh Thần hằng ở cùng giáo hội và soi sáng cho giáo hội hay thánh hóa giáo hội. Tất cả những luận điệu thần học mà giáo hội đưa ra chỉ là sản phẩm của một số người rất thế tục với mưu đồ thống trị đầu óc con người đằng sau cái chiêu bài thần thánh, khai thác sự yếu kém tâm linh của quần chúng thông thường. Cũng vì vậy mà giáo sư thần học Uta Ranker đã nhận ra những điều hoang đường về vai trò của Chúa Thánh Thần ngự trong giáo hội cùng hiện diện trong các bí tích mà và viết như Chúa Thánh Thần này không phải là cái tâm linh để ngự trong giáo hội hay cái chân, vì nó muốn lưu chuyển tới đâu thì tới, chứ không phải là tới chỗ mà giáo hội hay bất cứ cá nhân nào muốn nó phải tới. Do đó chúng ta có thể cho rằng giáo hội chỉ là một sản phẩm của cái tâm linh của chính mình. Tại sao chuyện Chúa Thánh Thần ngự xuống nơi linh mục theo lệnh truyền của giám mục và nơi con nít theo lệnh truyền của linh mục lại là những chuyện hoang đường? Bởi vì thực tế cho thấy những chuyện này không đúng như chuyện hoang đường về thánh linh giáng lâm trong thánh kinh. Sách Giáo lý Công giáo trích dẫn đoạn sau đây trong thánh kinh Công vụ các sứ đồ 2:1-4: Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ Chúa đều họp mặt đông đủ. Thình lình có tiếng động từ trời như luồng gió mạnh thổi vào đầy nhà. Các môn đệ thấy những chiếc lưỡi bằng lửa xuất hiện đậu trên đầu mỗi người. Tất cả đều đầy dẫy thánh linh. Mỗi người bắt đầu nói một ngoại ngữ do thánh linh chỉ bảo. Thời buổi này có ai còn có thể tin được chuyện quái gở như vậy không? Thứ nhất,
tiếng động từ trời chỉ có thể vang tới chứ không thể thổi tới. Vang tới to hay nhỏ là tùy theo cường độ của tiếng động chứ không phải là như luồng gió mạnh thổi vào. Không có gió thì tiếng động vẫn vang tới như thường. Luca, tác giả của sách Công vụ các sứ đồ, không hiểu gì về khoa học nên mới viết như trên. Thứ nhì, Thánh Kinh, những lời mặc khải không thể sai lầm của God, God Cha hay God Con hay God Thánh Thần cũng như vậy, vì ba chỉ là một. Cho rằng trái đất phẳng dẹt như cái đĩa, không biết đến cả một nửa địa cầu. Vậy God Thánh Thần làm sao biết được tiếng nói của các sắc dân ở phía bên kia địa cầu mà chỉ bảo tiếng nói của họ? Thứ ba, trong ngày lễ ngũ tuần, nghĩa là 50 ngày sau khi Giê-xu sống lại, thì có bao nhiêu môn đồ họp hành? Tất cả những người nghiên cứu Thánh Kinh ngày nay đều đồng thuận là Giê-xu không có quá 12 tông đồ. Vậy trên thế giới có bao nhiêu thứ tiếng khác nhau và 12 môn đồ trên? Mỗi người phải nói bao nhiêu thứ ngoại ngữ, trong đó có những ngoại ngữ mà chính Thánh Linh cũng không biết đến sự hiện hữu của những ngoại ngữ này. Thật là chuyện hoang đường quá sức tưởng tượng. Thế mà vẫn có người tin và cho rằng sách giáo lý Công giáo. Nhưng điều đáng nói là dấu hiệu khi Chúa Thánh Thần ngự xuống là dưới dạng các lưỡi lửa trên đầu mỗi người. Nếu chúng ta có thể tin được cái chuyện có tính cách ma lì đầu óc con người này, vậy có ai thấy những lưỡi lửa này hiện trên đầu của những người được tấn phong linh mục trong lễ truyền chức linh mục, hay trên đầu những đứa trẻ con nít trong lễ rửa tội chưa? Kết luận, tất cả chỉ là trò lừa dối của giới chăn chiên ru ngủ, những đầu óc không có khả năng suy luận. Tin cũng được, nhưng với một mức độ nào đó thôi chứ. Cứ tin bướng tin càng, bất kể là điều mình tin nó hoang đường phi lý tới đâu, thì thật quả là đáng tội nghiệp. Trên đây tôi đã phân tích và trình bày tất cả những sự hoang đường phi lý về mâu thuẫn trong những bí tích truyền chức linh mục và rửa tội, tất cả những bí tích khác trong cả tôn giáo Roma, đại loại đều như vậy cả. Tuy nhiên, để có vấn đề về phân tích bí tích được đầy đủ, sau đây tôi sẽ bàn qua đến 5 bí tích còn lại. Trước hết là bí tích thêm sức. Xin mời quý vị nghe ở đoạn sau, vì mình phải chia ra nhiều đoạn chứ không là nó dài. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.